Xin chào các bạn, sau một loạt video được đăng tải về thí nghiệm điện trung học cơ sở mà các bạn phải có những cách tính thì tiếp theo đó là các cái video về thí nghiệm biểu diễn. Trước mắt các bạn đây là các cái bộ thí nghiệm về biểu diễn, về thí nghiệm quan sát. Đây là một cái ống thí nghiệm đầu tiên là thí nghiệm về kiểm chứng tia âm cực mang năng lượng. Đây là một cái bình thủy tinh, trong đó là chân không, có hai điện cực giống nhau. Hai điện cực này được phủ kim loại dễ bứt ra electron, tức là khi hiệu điện thế hai cực đạt tới vài kilovolt thì electron bắt đầu được bứt ra, và khi electron được bứt ra từ cathode thì nó bay sang phía anode. Trên đường đi người ta đặt một cái trong chóng và sao cho cái cánh phía trên của nó sẽ, nếu gặp chùm electron thì trong chóng này sẽ chạy về phía anode. Và ở đây thì người ta cũng làm phủ thêm một cái chất phát quang tia cathode. Và bây giờ các bạn sẽ quan sát, tôi sẽ cấp nguồn. Như các bạn thấy là hiệu điện thế giữa hai cực bây giờ đang là 5 kV, và cái trong chóng đã quay về phía, chạy về phía anode vì chùm electron đập vào cái cánh quạt phía trên. Và bây giờ nếu như tan đảo cực của nguồn điện thì cái trong chóng nó lại sẽ quay về phía ngược lại, và các bạn sẽ quan sát. Như vậy là đây là một cái thí nghiệm khá là hấp dẫn. Chúng tôi sẽ liên tục đăng tải và gửi đến các bạn cái thí nghiệm hấp dẫn mà rất ít khi được các bạn được quan sát trong các phòng thí nghiệm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.